Không phải đang quay phim, nói gì nói đi. Quay phim. Hình quá đẹp, xin dừng cái chính hình quá đẹp. Tưởng dễ tưởng nó tặng cái iPhone đó. Xin dừng cái chính đây. Châu đưa vậy là coi như tặng á. Tại đang quay phim mà. Tặng nha. Hồi nãy quên chỗ là tặng tôi đó. Chụp hết rồi. Mà nhất là bà con nữa này đây là nó là trước mới hôm qua nó xe chạy tôi tưởng nó